Ở đầu trên kia có cái thác nha các bạn. Giờ mình sẽ đi review cái thác cho các bạn xem. Đây, suối đẹp quá các bạn ơi. Nước trong và mát. Suối đẹp quá này. Suối chảy róc rách. Nước trong quá. Ở đây có cua này. Ban đêm mình đi soi là có cua nha các bạn. Cua nó ra kiếm ăn thì mình đi mình soi ban đêm. Ủa đây có cái lùm cây bóng mát, rễ cây đẹp chưa? Có cá này các bạn, có cá này. Đó, cá. Cá chạy lên không? Đó. Đây có một bộ rễ cây rất là đẹp. Đây các bạn thấy chưa? Đây có một hòn bi đá này các bạn. Đó. Đá tròn đẹp. Thì thoảng ở nhà nóng nực quá thì mình có thể lên suối mình nghỉ mát nha các bạn. Có thể đem theo đồ ăn, vịt gà, đồ nướng chẳng hạn. Rủ anh em bạn bè lên suối chơi tắm xong rồi về. Rất là mát, rất là sảng khoái nha các bạn. Cái hồ nước cực kỳ mát luôn. Trong veo các bạn ơi, có thể uống được này. Nước suối từ trên nguồn ở trên cao trên rừng già xuống nha các bạn. Rừng rất là sạch. Rồi mình rửa mặt miếng cho nó mát à. Đây nha các bạn, tới thác rồi nha. Đó, con thác rất là đẹp, độ cao khoảng 30 mét nha các bạn. Khoảng 40 mét. Giờ mình sẽ xuống đó xem sao nha. Đây là cây vả nha các bạn. Sung á. Sung núi còn gọi là cổ vả. Trái nó ăn được nha các bạn nha. Trái nó chín ăn nó ngọt. Rất là ngọt. Đây mùa xuân đâm chồi nảy lộc đây. Từng chồi non xanh mơn man đây. Đây, thác. Cua, có một con cua dưới. Đấy cái này các bạn đó, cua đó, thấy không?
Đây mình sẽ tới gần hơn nha. Đó bạn thấy không? Con thác đây là ít ai biết đến lắm các bạn ơi. Như mình mới khám phá lần đầu tiên, mình mới review lần đầu tiên. Chưa có ai tới chơi tới đây bao giờ đâu. Đây là hang đá đây. Con thác chảy ồn ào to quá. Nó chắc không nghe cái gì đâu. Có cây lâu, cây sậy rất là đẹp. Lâu, cây sậy. Đây một cái bậc. Như nó có cái hồ nước nha các bạn, đó thấy chưa? Cái hồ nước rất là to. Đây là tắm rất là mát, rất là tuyệt vời nha các bạn ơi. Bạn nào muốn tới đây thì liên hệ mình nha, mình sẽ dẫn đi nha các bạn. Đây ở trên đây còn một cái thác nữa này. Đây một cái hồ nước không sâu lắm nha các bạn nha. Khoảng tầm 1 mét rồi, nên là rất là an toàn. Đây thác rất là cao các bạn nha. Biết bên kia kìa. Wow, chỗ đây có một phiến đá rất là bằng này các bạn. Thì nó to bằng khoảng, để mình đo thử nha. Chiều rộng khoảng 2 mét rưỡi. Đã quên, chiều dài khoảng 2 mét rưỡi, chiều rộng khoảng 2 mét. Gần 6 mét vuông các bạn. Đây là cái mâm đá này. Mình sẽ ra xa xa quay cho các bạn thấy nha. Đó thấy chưa, một phiến đá bằng, có thể ngồi chơi dưới đường nha các bạn nha. Rất là lý tưởng, đẹp thấy chưa các bạn, quá đẹp luôn, đẹp. Giờ sắp tới mùa xuân rồi cho nên cây lau cây sậy các loại bông hoa đều đua nhau nở nha các bạn. Đây có một gốc cây si, cây xanh này. Ở trên đỉnh thác kia rất là cao nha các bạn. Nếu mình có muốn lên trên đỉnh cao là phải đường kia, đường bên kia vòng xuống kia. Từ dưới kia nha bạn, vòng lên đây. Mình sẽ lên được cái đỉnh thác nha. Còn bây giờ mình ở dưới chân thác này. Đó, bạn nào có muốn đến đây chơi thì liên hệ mình nha. Mình sẽ để cái link Facebook ở dưới phần mô tả nha các bạn. Rồi video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Các bạn xem video nhớ bấm đăng ký và cho mình một like nha, để mình có động lực ra những video tiếp theo nha các bạn. Xin chào các bạn, bye bye.